Ủa không bỏ mưa luôn, mắc công dở ra. Em bận nhớ mưa vô luôn được không? Làm mí cãi quá. Thôi đợi em đỡ mưa đây, nó hơi kỳ quá à. Vô cái tiệm bánh mì của người ta về bận áo mưa vô lùm xùm kỹ ha. Dạ thôi để em mở ra đi, kỳ quá. Dạ, dạ đi, cảm ơn chú. Chú kêu dở nước ra, dụ vũ nước cái áo mưa ra vô đại đi. Nhưng mà thấy ngại, thấy kỳ. Rồi gỡ áo mưa ra, gỡ cái đồng tay, nó giật cái lỗ tai ra không chết luôn. Chưa bận áo mưa luôn kìa. Chú ăn gì hả? À, gửi khăn này để làm gì ta? Để cho mình lau tay nha, cảm ơn. Nhân viên lịch sự thấy mình đi mua ướt cho mình cái khăn giấy. Nhân viên kêu chị ơi hoài làm giật mình hoài à, tưởng đâu em ơi. Ủa tưởng đâu chị ơi không cho quay phim chứ. Hỏi cái chị ơi, hỏi cái chị ơi, giật mình. Ủa mà mẹ cắm mâm chay con chủ yếu con mua thôi. Tại nhân viên đưa cho mẹ đó, mẹ lấy luôn. Nè anh cầm đi. Nó đụng. Em cầm nó hơi bị vướng. Thôi anh đâu cầm chị, xung đó nó rồi. Vậy thôi để nó cho người ta đi. Nè. Nè giấy nè. Chú lấy gì ta? Bánh gì ngon vậy? Trời ơi. Nhân thích ăn bánh mì sandwich sữa của Tolazur. Ăn nó mềm béo ngon. Sandwich sữa, mua bạch sandwich sữa. Em thích ăn mà cái loại chưa cắt á. Hỏi coi người ta có cái chưa cắt không? Có cái loại chưa cắt không? Không có anh ơi. Con muốn cắt hết rồi. Chưa cắt á. Nếu mà mình muốn chưa cắt là mình phải dặn. Ăn nó mềm hơn. Cái loại này em cắt. Còn không cắt. Muốn không cắt là mình phải đặt trước. Cái này sẽ có chữa. Có xu xu mượn. Giống búp bê quá à. Ủa, ăn muối không? Hai nha con ăn đi, đừng tính bằng em. Bánh tự chọn, ai thích ăn gì chọn rồi lại tính tiền thôi. Đủ chưa? Su lấy bánh gì à? Mẹ không có biết tên mấy loại bánh này nha. Này bánh mặn hay bánh ngọt? Này bánh gì tên gì? Bánh này tên gì? Bánh này? Không biết tên đâu. Chị thích rồi nó lấy. Quên tên rồi. Bây giờ có các loại nước uống nè, mình mua là mình có chỗ ngồi mình ăn, mình ăn mình uống nước luôn, mình đem về cũng được. Nhiêu tiền anh? 126.000. Chờ em chút xíu nha, em quay sơ sơ quay bánh chút xíu nha. Đi chung với hai cha con nó kiểu hay vội vã cho nên Ngân quay không có được nhiều. Ngân quay Ngân vội Ngân cũng quơ quá trời luôn. Này một ổ bánh như vậy là 55.000. Hồi lúc mà Ngân lần đầu Ngân ăn á là lâu lắm rồi, mấy năm trước nói chung là rất là lâu rồi, là giá 40, bây giờ giá nó khác, nó cao hơn rồi. Hả? Nào. Bánh kem 450.000 một cái, 480. Người ta để giá cho mình dễ mua ha, 500 cái cũng có. Rồi cái ổ bự nè Su. Coi cái ổ bự nè Su. Cái ổ này bự khổng lồ luôn nè. Ôi, ổ này khổng lồ luôn nè Su. Ổ này nhiêu ta? Ổ này 780.000. Đã chưa? Rồi, xuất sắc luôn. Nhìn cái ổ bánh kem chất lượng kìa. Ở trong đây hình như là cái mứt dâu tầm hay sao á, kiểu cái nước sệt sệt màu đỏ đỏ đó.
Chưa, từ từ để cho mẹ quay quay chút xíu đi, có gì đâu gấp con. Để quay hết cái quầy này cái mẹ ra liền à, chứ mẹ đâu ở đây làm chi. Đó, này là bánh bông lan anh. Bánh bông lan cuộn á, bánh bông lan cuộn kiểu có nhân mứt nữa trong đó. 120.000 một cái. Chờ em chút. Ngon quá à. Trời. Nguyên combo có trứng có rau đầy đủ luôn nè, có tôm nữa, có thịt gà, có bắp rồi có bắp cải gì nè. Ngon quá ha. Bông cải á, bông cải với cà chua. Đô La Du xin chào. À, ngon chưa, ngon chưa. Để em ghé một vòng cái nha. Hai cha con nó vội quá chừng luôn. Cảm ơn cái cách cảm. 45.000 cái, 50.000 cái tùy theo loại bánh. Đó. Xu nó mê ăn bánh đầy lắm luôn. 36.000. Nhìn món nào cũng hấp dẫn. Mẹ còn ra trước rồi, thấu nha. Bởi vậy nhiều khi không có quay được gì hết trơn. Quán mấy giờ mở cửa, mấy giờ đóng cửa? Dạ quán em là 7 giờ. À 10 giờ là chính thức đóng cửa. À 10 giờ đóng cửa, 7 giờ sáng mở cửa. Rồi thôi, đi về cả nhà. Đây về nhà ngon sáng bên à, không thèm mặc áo mưa luôn. Chạy mẹ mẹ. Đường Hai Bà Trưng. Chạy về nhà bà Chiểu 3 phút, 3 phút tới đó, ở phía trước là đường Điện Biên Phủ rồi, phải thì chạy về nhà Ngân luôn. Hình như là em thấy ở nước ngoài cũng có thương hiệu này nhiều đó, ở Hàn Quốc cũng có không? Em là chưa đi Hàn Quốc nha cả nhà, em tình cờ em coi video thì em biết thôi. Không. Chưa biết Hàn Quốc nha, nói gì đúng rồi, nói như giống như mình đang ở Hàn Quốc, biết Hàn Quốc rồi. Từ ngày mà nghe mấy vụ gãy đổ cây xanh á, thấy nguy hiểm quá, cái hai chồng đang hỏng gãy không có vô trong công viên Lê Văn Tám mà tập thể dục luôn. Sợ, ở trong đây cũng có nhiều cây xanh bự 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 luôn. Hôm nay mình ngưng cả tháng luôn rồi anh ha. Chiều nay là phần bánh mì của Su là như đây phải không?
ba mẹ là ăn cơm với kho quẹt. Đúng rồi. Trời ơi, còn đúng rồi nữa chứ. Quá đỉnh luôn, gái quá đỉnh luôn. Gái rượu của vui. Đúng rồi. Biết nhà lấy gì không? Đúng rồi. Con cái da nào con lấy hả? Con lấy con. Nhờ được cái nhịp. Này con cắt ra thử coi. Trong đó có nhân gì không con? Như thịt gà. Như thịt gà hả? Ồ, đây mày coi cái này. Ngon hen. Giống như thịt gà mà làm kiểu xá xíu á. Kiểu xá xíu với có xá bấu không? Có xá bấu không Dung? Cắt cho mẹ chút xíu mày ăn thử coi. Thôi cắt cho mẹ cái khoanh nhỏ thôi. Mời cả nhà nha. Ăn thử miếng thôi chứ giờ nấu cơm hai chồng ăn cơm. Ăn cơm với kho quẹt. Kho quẹt tóp mỡ. Kho quẹt tóp mỡ muôn năm. Đâu một củ thôi. Đâu rồi? Cho làm gì uống một hũ là đủ rồi. Nó giống như giống như nhân nhân bánh mì chà bông hả? Bánh bao chiên. Giống không? Mẹ ăn nói chung là mẹ ăn đừng có có vị bánh mì. Chọn nhân gà thì không biết nó làm sao nhưng mà nó kiểu nó cũng gần gần giống như trái xíu mà gần gần giống như bánh mì chà bông mà có bơ với pate nó lẫn lộn rồi nó khó diễn đạt á. Thôi cái này con bỏ qua thì ở nhà nó diễn đạt không đúng rồi. Cũng không biết nó làm sao cho cả nhà biết. Nói chung là ngon. Cái này là ngon nè, mày biết luôn tại vì nó có phô mai bắp. Cái này nó cũng có nhân luôn, nói chung là mấy cái bánh ngọt này nè. Có mà, nhân cái gì nè, thịt nguội nè. Ủa, thịt xông khói nè con. Mấy cái bánh mì nè, mà mình mua mấy cái loại có nhân thì mình không khoái hơn, không khoái ăn bánh mì. Nè bánh xin lơ. Gái nó ăn no, nó leo lên lầu rồi cả nhà ơi. Bây giờ hai ông bà già tự vô bếp tự nấu ăn nè. Ông xã ngân chiên đậu hũ. Món yêu thích của ổng, chợ thấy không? Ngán hả? Cũng ngán đừng ăn. Ngán đừng ăn nha. Chắc em thèm. À. Tối ngày đậu hũ. Ok. Hỏi ăn gì suốt ngày đậu hũ. Cảm ơn. Không phải là ngân nói ngân chê mà anh ăn riết thì mình thấy mình ngán giùm. Cảm ơn nha. Chứ lâu lâu ăn cũng ngon. Kho sả, rồi chiên sả, rồi cốt gia vị rồi hả? Tối ngày đậu hũ với nước mắm có nhiều đó, nước mắm đường với pha chút nước vô rồi nhúng vô rồi xiên xiên thì chiên xiên xiên thì làm ở hành chiên xong nó giòn vàng bắt đầu nhúng vô nước mắm này nè rồi lấy ra liền. Còn mình thích rưới vô cũng được, rưới vô cũng ngon, thêm tương ớt bằm tỏi ớt rồi vô rưới vô hoặc là nước tương với đường cũng ngon bằm tỏi ớt rồi chế vô dưa cải dưa leo với mấy miếng ổi ngày hôm qua ăn với xuống nó ăn tròn á chứ Ngân lặt tỉa lại cho nó mới nhìn nó ngon. Dưa cải này nhà Ngân làm ngon lục lại trong tủ lạnh còn mấy cọng giá rồi cái cắt thêm ớt tỏi phi hành tỏi phi rồi với dưa cải mình nấu nồi canh dưa cải hành lá có gì nấu nấy này có ngò gai nữa mới ngon chứ canh mà kiểu canh chua giả chiến mà không có ngò gai nó không ngon mà đều không có thôi đỡ hả? Bây giờ em ghé mua thôi đừng trông đợi nó rồi, nó đi mà trông đợi nó mua mấy cọng ngò cho tới mươi. Cái này là kho quẹt cá lòng tông với tép bạc là ăn ngày hôm qua còn cái gì giờ nó ngâm lại hồi nó để thêm tép mỡ vô với lại có thịt ba gọi nè. Trời ơi, nhiêu đây là con ăn đủ một bữa cơm á, ngon nó thiệt luôn, không cần gì hết. Nhiêu đó là bới cơm ăn là ngon, hoặc là trộn cơm ăn cũng ngon. Trời ơi, cái mùi kho quẹt nó bay đi khắp xóm luôn. Con bảo đảm là nhà hàng xóm sẽ biết là nghe cái mùi sẽ biết nhà con đang ăn cơm với kho quẹt ở đây. Canh nó trào nó sôi nam tàu bảy động của gì ta cái gì bảy động quên ở câu nói ở quê miền Tây hay nói gì mà bảy động quên
Rồi mời cả nhà ăn cơm chiều. Buổi chiều đạm bạc của hai vợ chồng chỉ có nhiêu đây thôi. Hồi nãy thì đi mua bánh mì, rồi cái thấy cái clip mà mua bánh mì hơi ngắn, có 9-10 phút rồi quay cái này vô một chút nữa cho nó clip nó hơi dài dài chút xíu, ngắn quá thì cũng không được. Không phải không được nhưng mà mất công mình làm. Đậu hũ chiên nước mắm với chả lụa. Biệt danh của anh mốt cho em đổi anh tên gì có liên quan tới chả lụa với đậu hũ. Nhìn nó nghe tới đậu hũ chả lụa nó chạy 180 cây số luôn. Mà cái nhà ăn cơm. Không biết ăn. Canh này mình nấu cũng giống như canh chua rau muống vậy, kiểu có dắt chút chanh vô cho nó thanh đạm á. Nêm đường bột ngọt, nước mắm, muối, hạt nêm rồi vô với ớt với hành tỏi phi vô nó thơm. Ngon lắm. Ngon đấy. Để cuộn giấy ở chỗ khác anh, nhà mình lúc nào mình quay cũng ngay cuộn giấy thôi. Tóc mỡ cũng để sương sương rồi chứ cũng không để nhiều nữa cả nhà ơi. Chứ sao không? Trời ơi, dạo này quá trời mập luôn rồi, thiệt luôn á. Không phải phe chứ mập lên gần 3 kg. Y như hộp lộn vậy. Tướng lùn nữa chứ. Không có cao mập, không thấy mập lùn, nó vẫn mập là bận đời vô. Không có đẹp. Đó là nhách rồi má. Ủa sao thấy ngon mà vừa ăn mà. Mà không có đậu chua luôn. Chua rồi mà. Trời, cái miệng anh bị gì luôn á. Em sợ chua rồi, em nếm nó chua lè luôn á. Em không dám dắt thêm chanh vô. Dắt hai miếng chanh gần tái chanh nó với lại nước vô cải nó ra nữa. Đây là do sôi nó nóng quá anh chưa thấy. Nóng quá nó tê lưỡi anh mất cảm giác á. Vừa chưa? Rồi. Không thiếu thì nêm. Rồi. Húp nóng nóng ấm ấm. Ngọt. Rồi. Hàng năm sau. Đúng rồi. Dạ. Cơm nhà hàng năm sau. Sáng nói là cơm này nhà hàng năm sau, chuẩn nhà hàng năm sau. Trời ơi, bằng áo sọc nha. Trời ơi, em gọi đi không được rồi anh ơi. Sao vậy? Mập quá thì mập luôn rồi. Ủa, mập chịu hơi cái thơ vậy. Bánh cũng không còn nè. Không ăn là hết đáp, dám chịu bỏ. Không gà nói hơn kéo thật ơi. Tại vì không ai ưa bánh thập cẩm thôi. Từ ngày biết làm dưa cải là không bao giờ đi mua. Tự mình khen. Để mà cũng giòn ngon. Mình chỉ cần làm đúng cái công thức là được. Mình trụng cũng được, mà không trụng cũng được, làm sống luôn cũng được. Mình rửa sạch thì mình làm ngâm luôn. Mình làm nhanh lắm. Nếu mình trụng á, mình trụng nước, mình nấu nước muối đường sôi lên thì mình trụng qua. Trụng sơ qua thôi, cái mình cho vô thau nước lạnh liền, mình cho nó giòn. Đúng công thức là được, còn không đụng cũng được á. Cứ 1 lít 2 nước 40 gram muối, 70 gram đường. Vậy là ngâm là ok. Trụng không trụng gì cũng công thức đó đó. Cả nhà bữa nào mình thử cái này. Mình rửa sạch được không? Em ngâm 1 tí. Nhà em ngâm 1 tí để ăn. Có mình ăn biết bao lâu. Ít ai ưa, ít ai ăn, không ai ưa. Có mình nè, nhớ vô rồi. Ngâm 2-3 ngày là chua lại đấy. Quá thật mập luôn. Phê hoài. Cái chảo phô quẹt của em giấu hoài nè. Có hai chồng ăn cho nên ông xã ngon ăn canh vậy luôn nha cả nhà. Tự nhiên khóc vậy luôn hả? Thì có hai chồng ăn mà có mua ai ăn rồi. Có ai khác nữa mình múc ba chén ăn riêng. Anh tới mở vậy?
tâm nè. Không phải dễ có cá hành tâm đâu. Mang tự với Vĩnh Long lên, cả nhà với Vũng Liêm. Tép bạc nữa nè. Mấy tép bạc nhỏ nhỏ nè. Tép này em. Tép thiên nhiên á, mắc lắm. Cá cơm khác, cá hành tâm khác. Trăm mấy một lít. Cá cơm nhỏ hơn. Cá cơm mà trắng hơn, nhỏ hơn. Cá hành tâm nó có sọc. Ôi, nó dẻ khắc là ngon rồi. Cá lòng tâm trăm mấy một ký hả? Em nói tép bạc á. Trong tâm thì có khi mùa nghịch á thì trăm mấy một ký có. Trăm rưỡi một ký. Còn mùa mà thuận á 40.000 một ký. 50-60. Với tùy theo á. Nó đụng hàng á. Cá lòng tâm đụng chợ ơi, nó nhiều quá, nó rẻ. Còn cá lòng tâm hoa tiêu mà kho bằng nồi đất thì nó dễ cắt nó miếng cá miếng thịt mà ngon, nó dễ không? Kho thêm miếng bà gọi tóp mỡ đi vô nó lộn lộn vậy. Một chảo thì mình kho ít ít thôi, mình kho nhiều quá nó không ngon. Kho mà kho quẹt cái nha, mình kho cá tép ít thôi, chủ yếu là mình quẹt ăn nó không hao. Mà kho vậy nó cũng ngon hơn mình kho nhiều nó không ra kho quẹt, nó ra kho nó sao nó không ngon bằng kho ít. Có hồi xưa thiếu ăn có ăn được mấy con cá mấy con tép vậy, người ta đem kho quẹt mà kho kiểu ít cũng nhiều ngon. Tập làm biến làm video mà thấy gì cũng quay đi em, làm biến làm video ghê lắm. Làm video là một video 30 phút thì mình phải ngồi đó mình nghe 30 phút, nghe coi mình có nói lẹo lưỡi rồi mình nói sai cái gì mình cắt mình bỏ. Mà nghe vậy đâu phải là đúng 30 phút đâu, mình phải tu đi tu lại hơn nữa. Có những lúc mà nó bị nhạt anh sợ bị bản quyền á thì bắt đầu hãy chỉnh giọng và lòng nhạc được lâu chưa thôi mấy lâu. Còn canh lạc thì luôn trời với số tiền nè, hồi nãy em nếm mình thấy ngon mà nè. Này chắc tại em có vấn đề, cái lưỡi em có vấn đề chứ không phải tại anh. Loại liệu nó nóng ngon ha. Ừ. Thôi ăn lạc thôi đỡ tăng huyết áp. Nhưng mà đậu chua vừa á. Chỉ có được hơi lạc thôi. Được rồi. Có ớt cay cay ngon ha. Đã. Quẹt miếng vô cải. Anh ăn tóp mỡ đi, ăn được tóp mỡ ăn đi. Ăn được cá không anh? Không. Không tông mà, không tông ngon mà. Sợi xương hay gì? Xui, lòng, không có gì cười. Rồi, thôi bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha nha. Con tắt máy. Ăn xong thì dọn dẹp tắm rồi đó. Giờ là 6 giờ. 6 giờ tối. Quên ăn miếng đậu hũ cho chồng yêu vui. Miếng thôi nha. Còn lại tự xử nha. Ừ. Hình như là em quên em luôn rồi. Mà em chồng như là cái dĩa bàn chị. Cảnh hả? Có nè mà. Quên mang nước mắm luôn. Không sợ mặn, ăn quốc áp. Thôi bye bye cả nhà nha, mập quá. Này, khoe với cả nhà, nước đậu đen rang chung với nấu chung với gạo lứt. Đậu đen với gạo lứt rang. Nấu nước mình uống cho mát. Mà để cho nguội chút nữa mình uống. Cũng ngon, thơm, dễ uống thôi. Thay vì mình uống nước trà, nó nóng, nó mất ngủ, mình nấu nước mình uống, nó ghiền luôn. Phượng dịch giống như cuộc chó vậy chạy. Để tua lại nha. Cắn con, nó chạp con nha Sư. Nó thấy chưa? Dịch kia đi nè. Chưa. Sư. Con đang dịch cái con này ra. Sao mệt quá. Vậy hai cha con ngồi góc mẹ coi tivi. Tiếu thiệt. Đâu, có ai coi tivi đâu. Coi đi, tắt đi. Tắt đèn anh. Coi Ngân Nguyễn TV ý nghĩa hơn nè. Ủa sao nó chó ló vậy?
Cái gì không thấy gì đâu mà, mở đèn lên anh. Chuyện gì? Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Đó là video cũ nè. Hai bà cháu làm gì vậy? Cuộn dịch giống như một chó vậy trời. Coi con hồi nhỏ rồi sao? Coi chừng nó cắn con, nó cạp con nha sao? Đó, thấy chưa? Giỡn mấy cho mà giỡn hay cưng hả? Làm gì nó đi không được nè. Giỡn đi hài hước. Bỏ mà cọc chim nó lại cho nó đi. Lại mà luôn mệt ghê. Đang coi đi. Bỏ vô đây. Kêu đi là vậy. Mày chơi à? Chạy cả nhà chưa ai chịu ngủ vậy? Đi sâu rồi, sâu rồi. Đi sâu rồi nhỉ? Xin chào các chú anh chị, các bạn đang kênh ôi gì đó. Kiểu khi nấu vậy mà người ta coi nhiều hơn đó, coi nhiều hơn. Chị về anh về nhà về quê đi. Chị về ở thành phố kia quay cánh quê sao quay được? Hồi đó kẹt ở dưới quê gần nửa năm trời, ngày nấu món quê rồi giờ coi lại cũng vui. Thôi tắt máy quay chút xíu thôi. Kẹt tới 6 tháng luôn hả? Lập dịch á. Hai mẹ con ở dưới quê 6 tháng rồi nấu món quê rồi bày biện ra nấu cũng vui, giờ coi lại thấy vui. Hồi đó ôm mặt em ốm. Giờ hơi tròn trịa hơn. Cái gì vậy? Chân mắm. Chân mắm là phải có nước cơm. Chân mắm có nước cơm. Trời ơi, thấy thèm quá, chắc mời chân mắm một chú chát. Này, đây, 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 cả nhà ơi. Mới vừa phát hiện ra một buồng chuối chín. Ơi em làm chả trứng nha em. Bữa nay nó chín rồi nè. Trời ơi, chín quá trời luôn, chứ bố gì nữa. Trời ơi, làm chả trứng nha. Cả nhà ơi. Rồi sẽ chặt nó vô. Mình để trứng hai cái sống thì chấm mắm ăn nè, tôm khô cũng sẵn, chuối này chín này cho bé Su ăn. Vài bữa nữa thì nếu mà Hân rảnh á thì Hân sẽ làm chè chuối ăn nha. Phúc KBD xuất hiện rồi. Đây Phúc có Su. Ý trời trời ơi, nhẹ nhẹ cũng mặt à. Cái gì? Tắt đèn lên. Ai? Lúc lắc lúc mở. Mở em quay mới được, còn tắt thì coi mình coi.